Xin chào mọi người, video này là tập cuối cùng bộ phim hoạt hình Đấu La Đại Lục, chấm dứt giai đoạn của Đường Tam, phần thứ 2 được thông báo là ra mắt ngay sau đó. Sau trận chiến với Bì Bì Đông và Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam đã bị xiêm mất mạng. Vinh Vinh và Áo Tư Tạp kết hợp với nhau tạo ra vũ hồn dung hợp kỹ thần quang phục sinh nhằm chữa trị cho Đường Tam, những người khác cũng giúp sức một phen. Thần hồn Đường Tam thức tỉnh, hắn cầu xin Tu La Thần giúp mình trở về nhân gian, vậy nhưng Tu La Thần cũng bó tay. Thần chi hai thần trên người hắn đã tiêu tán. Trước Hừng Đông, nếu thần hồn của hắn không thể tới thần giới thì cũng sẽ tan thành mây khói. Vậy nhưng mà vẫn chưa phải là hết cách. Hai thần Đường Tam đã chết rồi, hắn có thể làm Tu La Thần để sống lại. Cái giá cho chuyện này là quá khứ của hắn đều sẽ tan biến. Ký ức liên quan tới Tiểu Vũ và những người thần đều sẽ biến mất. Tình cảm nhân gian sẽ không còn ràng buộc hắn nữa, chỉ còn lại thần tính tình khiết. Cái giá này gọi là diệt tình. Điều này làm cho Đường Tam vô cùng đắn đo. Ở bên ngoài, các thành viên xử lý khắc tất quái đã hao hết sức lực và hồn lực mà vẫn không làm cho tình trạng của Đường Tam chuyển biến tốt. Bọn họ cảm thấy hết hy vọng rồi. Tiểu Vũ một mình ở bên cạnh ngắm nhìn hắn. Bất luận hắn đi đâu, nàng cũng sẽ cộng sinh, cộng tử với hắn. Điều này có nghĩa rằng Tiểu Vũ cũng muốn chiến đấu hy sinh. Tuy hắn vẫn nằm yên bất động, vậy nhưng thần hồn lại có thể chứng kiến được mọi chuyện và biết được ý định của nàng ta. Thời gian không còn nhiều nữa, khung cảnh bên trong kính là những gì sắp diễn ra. Hắn nhìn thấy toàn quân Thiên Đấu Đế Quốc đại bại, Tiểu Vũ liều mình xông lên, vậy nhưng bị Bì Đông tiêu diệt. Nếu như hắn không diệt tình, thì tất cả người thân và bằng hữu đều sẽ bị tiêu diệt. Trong khi đó, quân đội Thiên Đấu Đế Quốc quyết định tấn công lần cuối cùng. Dù biết rằng hy vọng giành chiến thắng là hầu như không có, vậy nhưng họ vẫn muốn quyết định từ chiến đến hơi thở cuối cùng. Tiểu Vũ cũng rời đi và tham gia vào trận chiến. Chứng kiến mọi chuyện, Đường Tam đành phải đồng ý tiếp nhận thần chỉ của Tu La Thần. Ngay lập tức, luồng sát khí khổng lồ tuôn vào trong cơ thể hắn. Theo đó là từng mảnh ký ức bị vỡ vụn, thân thể hắn tan biến và chậm rãi tập hợp lại. Trang phục toàn thân cũng được thay đổi thành bộ dạng khác. Đường Tam bây giờ đã hoàn toàn lột xác. Sát khí nhanh chóng ngưng tụ lại thành thân ảnh hoàn chỉnh. Đằng sau hắn xuất hiện 6 cánh tay. Sự trở lại của Đường Tam khiến bầu trời biến thành một màu đỏ. Bì Bì Đồng giật mình kinh ngạc. Binh lính Vũ Hồn Đế Quốc bị chấn nhiếp. Đám người Thiên Đấu Đế Quốc vô cùng vui mừng. Bì Bì Đồng thì không thể tin nổi sự thật trước mắt này. Đường Tam mặt lạnh như giấy, có vẻ như hắn chẳng còn ký ức nữa. Mọi người cũng nhận ra sự thay đổi này, tuy bọn họ không biết hắn đã trải qua những gì. Vậy nhưng, việc phá vỡ giới hạn sinh tử để quay về nhân gian thì nhất định đã phải trả giá mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Bì Bì Đồng lao lên đánh phủ đầu, Đường Tam dễ dàng dùng tay không đón đỡ là sát ma liêm trên tay nàng ta. Sau đó trả lại một đấm vào bụng khiến thân thể Bì Bì Đồng đâm xuống mặt đất. Chỉ một kích đã đánh cho nàng ta bị thương. Từ điều này có thể thấy sức mạnh của hắn sau khi sống lại đã tăng lên một cấp độ khác. Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy sự khác biệt này. Kim Ngạc Đấu La cho rằng cứ tiếp tục như vậy thì Vũ Hồn Đế Quốc sẽ thua triệt để. Ý của lão là muốn nàng ta hợp lực với Bì Bì Đồng. Thiên Nhận Tuyết vẫn tự tin. Nếu như Bì Bì Đồng không đối phó được Đường Tam thì nàng ta sẽ xuất chiến chảm sát hắn. Bì Bì Đồng đứng dậy, Đường Tam lao xuống mặt đất bạo phát ra sát khí. Binh lính Vũ Hồn Đế Quốc ở gần đó lập tức bị đốt cho tàn xác. Nàng ta nhìn thấy điều này cũng tỏ vẻ căng thẳng. Khí tức của hắn hư vô mờ mịt, vốn không thể nắm bắt, không thể đề phòng. Nàng biết cảnh giới của Đường Tam đã cao hơn mình một bậc rồi. Đường Tam đang tiến lên phía trước thì ký ức về Tiểu Vũ đột nhiên ùa về. Điều này làm cho hắn bị khựng lại. Bì Bì Đồng nhìn thấu suy nghĩ này, nàng ta biết điểm yếu của Đường Tam chính là Tiểu Vũ cùng người thần. Lúc đầu Thiên Nhận Tuyết tỏ vẻ không muốn trợ giúp Bì Bì Đồng, nàng vô cùng hận người mẹ này. Vậy nhưng sau khi nghe Kim Ngạc Đấu La thuyết phục, thì Thiên Nhận Tuyết cũng ra ngoài sát cánh với Bì Bì Đồng. Thiên Nhận Tuyết cầm kiếm lao lên tấn công. Đường Tam dễ dàng dùng một tay ngăn cản. Đột nhiên, ký ức về Tiểu Vũ lại ùa về, Đường Tam phẫn nộ khảo thét, bộc phát sát khí đẩy lui Thiên Nhận Tuyết. Bì Bì Đồng cảm thấy đây chính là thời cơ để ra tay, nên lập tức biến lớn vũ khí của mình chém về phía hắn. Đúng lúc nguy hiểm, Tiểu Vũ đột nhiên cầm theo Tu La Ma kiếm lao lên ngăn cản công kích của Bì Bì Đồng. Trong cơ thể Tiểu Vũ tỏa ra thần lực của Tu La Thần, cho nên mới có thể ngăn cản một kích này. Đường Tam dần dần khôi phục lại ký ức, hắn quay lại ôm lấy nàng ta vào trong lòng. Đang trên chiến trường rồi mà vẫn có thời gian ôm ấp bày tỏ tình cảm. Vốn dĩ thần chỉ Tu La Thần của Đường Tam không hoàn chỉnh, cho nên Tu La Thần đã dung hợp Tu La Ma kiếm vào trong cơ thể Tiểu Vũ, muốn Tiểu Vũ trở thành vỏ kiếm của hắn, đồng hành và cùng với hắn gánh vác trách nhiệm. Cơ thể Tiểu Vũ chậm rãi biến thành luồng sáng dung hợp với Đường Tam. Đến đây thì Đường Tam đã hoàn toàn hoàn thành Tu La Thần chỉ. Song thần một thể, điều này làm cho cả Thiên Nhận Tuyết và Bì Bì Đồng không thể tin nổi.
Hắn lên tiếng muốn trừng phạt Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đồng, song nói vang vọng khắp nơi, mỗi một câu mỗi chữ đều mang theo uy áp mãnh liệt. Đất đá bị hút lên không trung, tất cả hồn hoàn của Đường Tam đều hiện ra. Đây chính là vũ hồn xung hợp kỹ của hắn và Tiểu Vũ, tên là Song Thần Cộng Tồn. Lực lượng Hải Thần và Tu La Thần kết hợp cùng nhau, hắn tạo ra một vòng xoáy nước khổng lồ cuốn bay Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đồng. Sau đó lao tới tấn công Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết phản công kịch liệt, vậy nhưng chiến đấu dưới nước chính là lợi thế của hắn. Nàng ta bị chèn ép sấp mặt, cơ thể nàng ta nhanh chóng bị khống chế và bị đóng băng. Hắn cầm theo Hải Thần tam sở kích lao tới tấn công, vậy nhưng Bỉ Bỉ Đồng đã ngăn cản. Trong trạng thái Hải Thần chiến đấu không có nhiều hiệu quả, nên Đường Tam lập tức chuyển sang Tu La Thần để cần hải. Bỉ Bỉ Đồng sử dụng ra là sát lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết cũng sử dụng thiên sứ lĩnh vực rồi lao lên tấn công Đường Tam. Ở trong lĩnh vực thiên sứ, hắn có vẻ không chiếm được ưu thế, liên tục bị chèn ép. Nàng ta sử dụng ra thần kỹ bổ thẳng vào mặt Đường Tam. Đường Tam bạo phát sát khí xâm chiếm thiên sứ lĩnh vực. Lúc này Bỉ Bỉ Đồng cũng xuất thủ, ngưng tụ ra thân ảnh là sát thần khổng lồ định bắt giữ Đường Tam. Hắn phản công kịch liệt. Dưới sự liên thủ của hai vị thần cấp, Đường Tam khá chật vật. Hắn bạo phát sức mạnh thi triển thần kỹ của Hải Thần phá vỡ khốn cảnh trước mắt. Sau đó bạo phát sát ý sắc bén xóa tan tất cả hư ảo. Đường Tam chuyển đổi trạng thái quá linh hoạt. Vậy nhưng hai người bên kia vẫn không bỏ cuộc, họ đồng thời vùng vũ khí. Sau lưng Đường Tam mọc ra hai cánh tay ngăn chặn công kích, phản công ngược lại. Sau đó bắt đầu thi triển Tu La lĩnh vực. Trong lĩnh vực của hắn, năng lực của Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đồng đều bị áp chế. Hắn chủ động xông lên tấn công, Bỉ Bỉ Đồng cũng lao lên ngăn cản. Hai người đánh nhau kịch liệt, Đường Tam dễ dàng cân hai, đồng thời sử dụng thần kỹ Tu La Thần phản công. Hai người bên kia nhanh chóng tạo ra một vòng phòng ngự che chắn. Tuy nhiên sức mạnh của Đường Tam này đã khác xưa. Hắn xung hợp thần kỹ của Hải Thần và Tu La Thần tấn công. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đồng dùng toàn lực ngăn cản, vậy nhưng cũng không phải đối thủ. Thiên Nhận Tuyết bị đứng mũi chịu sào nên trọng thương nặng, thần kỹ nàng ta bị phá tan. Chứng kiến con gái gặp nguy hiểm, Bỉ Bỉ Đồng chủ động lao tới ngăn cản, đỡ cho nàng ta một đòn chí mạng. Khói bụi nhanh chóng tan đi, kết quả đến đây cũng đã phân thắng bại. Bỉ Bỉ Đồng và Thiên Nhận Tuyết thua trận. Bỉ Bỉ Đồng nằm yên một chỗ không thể nhúc nhích. Đám người Thiên Đấu Đế Quốc vô cùng vui mừng vì chiến thắng này. Họ lao tới ôm lấy Đường Tam hoan hô. Trận chiến trường kỳ kéo dài mấy năm cùng với vô số chiến sĩ ngã xuống đã chấm dứt. Thiên Nhận Tuyết không mang tới thất bại nữa, nàng chỉ không ngờ rằng giây phút mình nguy hiểm tính mạng, Bỉ Bỉ Đồng lại chủ động lao tới giải cứu. Tại sao lại làm như vậy? Bỉ Bỉ Đồng cảm thấy mình đã mắc nợ đứa con gái này quá nhiều. Hy vọng rằng sau này nàng có thể buông bỏ xuống những khúc mắc xưa vì bản thân mà sống. Nói xong, Bỉ Bỉ Đồng cũng chút hơi thở cuối cùng. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi mang thi thể vào trong thành. Kết quả của Thiên Nhận Tuyết không được đề cập tới. Chiến tranh kết thúc, không khí cả nước lại vui mừng. Thánh Hồn Thôn, nơi mà Đường Tam lớn lên, đã được đổi tên thành Thần Hồn Thôn. Chỉ bởi vì thôn của bọn họ đã sản sinh ra một vị thần. Đường Tam và Tiểu Vũ chính thức tổ chức hồn lễ. Ngoài bạn bè người thân tham dự, thì bốn vị thần cấp là Hải Thần, Cửu Thải Thần Nữ, Thục Thần, Tu La Thần cũng hạ giới để chúc mừng. Một cái kết viên mãn cho Đường Tam cùng toàn bộ sử lệ khắc thất quái. Sau một vài năm phát sóng thì phần 1 của bộ phim cũng hết rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua. Và đừng quên đón xem phần thứ 2 Đấu La Đại Lục Tuyệt Thế Đường Môn sắp lên sóng nhé!